Hello tất cả mọi người, thì ngày hôm nay Nghi sẽ nói về cái vấn đề mà rất là nhiều bạn inbox hỏi cho mình luôn. Đó chính là cách diệt vô lông nè. Và mọi người có ai hay thường xuyên sử dụng nhíp và dao cạo không? Điều này sẽ khiến cho nang lông và bề mặt da bị tổn thương nè, gây rối loạn sắc tố do tăng sinh melanin. Và có rất là nhiều bạn không làm sạch và tẩy tế bào chết cho vùng da thường xuyên, khiến tế bào chúng ta bị tích tụ lại và tạo thành một cái lớp dày trên bề mặt và làm ở lỗ chân lông bị bịt kín. Nên là hôm nay Nghi muốn chia sẻ bí quyết cho mọi người cách diệt vô lông ha. Và đây chính là cái sản phẩm mà dạo gần đây Nghi đang rất là thích. Em này có tên là Cool Wash An Lành. Sản phẩm này thì có cơ chế tác dụng là loại bỏ mọi vô lông nè, ngăn ngừa hình thành melanin gây thâm da nè, tẩy tế bào chết nhẹ nhàng và sáng da kháng viêm, giúp da chúng ta được dưỡng trắng và mềm mịn hơn. Sản phẩm này thì được làm từ chanh, đường, mật ong, vitamin E v.v. Ok, và bây giờ Nghi sẽ wash trên cánh tay cho mọi người xem ha. Đầu tiên là mọi người sẽ làm sạch chỗ cần tẩy lông nha. Sau đó thì mọi người sẽ thoa một chút gel lên và đắp cái miếng giấy lên và miết theo chiều lông nha. Và tầm khoảng 10 cho đến 20 giây sau mọi người sẽ giật ngược thật nhanh, dứt khoát luôn. Và sau đó mọi người sẽ thoa em mở răng An Lành vào 7 ngày liên tiếp sau mỗi đợt wash nha. Và em mở răng này sẽ giúp thu nhỏ lỗ chân lông nè, triệt lông tận gốc và thấm vào nang lông, khiến nang lông bị yếu đi và sẽ không mọc trở lại nữa. Và sau khi mà thực hiện các bước mà Nghi vừa nói thì các bạn đã có một làn da mịn màng và đặc biệt là không gây kích ứng nè. Và hai sản phẩm này đều có thành phần 100% từ thiên nhiên và lông của các bạn sẽ mọc chậm lại sau 20 ngày luôn. Đơn giản quá đúng không nè? Và bạn nào mà đang đau đầu vì các em vô lông thì hãy mau trải nghiệm ngay sản phẩm Cool Wash An Lành và mở răng này nha. Cực kỳ hiệu quả và còn an toàn nữa. Chúc mọi người có một làn da láng mịn nè. Bye bye mọi người.